Lừa khỉ ăn ớt. Trên đời này ai sướng bằng ta? Trái ngon gì cũng từng được nếm qua. Ôi chao, những quả táo ngon làm sao? À! Này, con vẹt kia, ai cho phép ngươi ăn táo của ta hả? Anh khỉ đấy à? Sao lại là táo của anh chứ? Khu rừng này là của chung tất cả các loài muôn thú cơ mà. Chung là chung thế nào? Tất cả những cây táo ở đây đều thuộc quyền sở hữu của ta. Làm gì có ai dám xâm phạm cơ chứ? Người mau cút đi, kẻo ta lấy đá ném chết bây giờ. Đúng là hống hách, mình phải dạy cho hắn một bài học mới được. Ấy, anh đừng nóng, tôi đi ngay bây giờ đây. Nhưng anh khỉ này, tôi có thắc mắc muốn hỏi anh. Có thắc mắc gì thì ngươi mau nói đi. Anh chắc đã từng được ăn nhiều loại hoa quả lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, trái ngon trái ngọt trên đời ta đây đều đã nếm thử cả rồi. Ồ, thế thì tôi tìm đúng người rồi. Chả là sáng nay tôi có bay qua một khu vườn có rất nhiều thứ quả đỏ mọng, dài dài mà không biết đó là quả gì nên không dám ăn. Tôi muốn hỏi anh xem liệu anh có biết không? Cái gì? Quả đỏ mọng, dài dài à? Đúng rồi, hình giống như vầng trăng khuyết ấy. Ái chà, loại quả quý đấy. Ta chưa từng được ăn loại quả nào như thế cả. Mau mau chỉ cho ta chỗ khu vườn ấy đi. Nhưng anh phải hứa cho tôi ăn táo thoải mái nếu tôi chỉ cho anh chỗ đó nhé. Được, nhưng nếu không có loại quả như thế thì ngươi tính sao? Thì tôi hứa sẽ không bao giờ bén mảng đến đây ăn táo của anh nữa. Đấy, anh đi thêm chút nữa là tới thôi. Quả đỏ thế này thì phải ngon ngọt lắm đây. Anh cứ để tôi ăn thử trước cho chắc nhé. Không, không được, ta phải là người thử các loại quả ngon đầu tiên. Anh đã nói vậy thì tôi đâu dám giành phần của anh. Mời anh ăn trước. Cay quá, cay quá, cay quá. Đồ con vạt láo, dám lừa ta. Ngươi mà quay lại sẽ biết tay ta. Đáng đời đồ tham lam dốt nát. Đáng đời đồ tham lam dốt nát. Quận gió. Ngày xưa, ở nước Nam, vào đời vua Lê Thánh Tông ở kinh thành Thăng Long, có một tay đại bợm. Vì hành tích của hắn nhanh như gió, chỗ nào cũng vào lọt nên người ta gọi là quận gió. Trộm, có trộm, là quận gió. Đứng lại, bắt lấy trộm, là quận gió. Bắt lấy trộm, trộm. Bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua tên trộm trứ danh quận gió lại ra tay cướp tại dinh thự của quan ngự sử. Tùy dính đã truy bắt gắt gao nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát cả. Tên trộm này thật là liều lĩnh. Quân lính được rèn luyện tinh nhuệ như vậy mà không bắt nổi hắn là sao chứ? Theo như thần điều tra, tuy hắn là tên trộm đấy nhưng lại được người dân vô cùng yêu mến. Đặc biệt dân chúng lại hay giúp đỡ hắn lẫn trốn nên quân lính mới không bắt được cả. Có chuyện như vậy sao? Nhưng hạ thần đã lùng ra được tung tích của quận gió. Thần xin hoàng thượng cử đội quân tinh nhuệ nhất theo thần tới theo dõi và trấn áp dân để lùng bắt hắn ạ. Có chuyện lạ lùng đấy ư? Hắn trong chuyện này có điều gì đó khuất tất rồi. Tối hôm đó, nhà vua đã ăn mặc giả là một người học trò nghèo đi dạo phía ngoài kinh thành. Theo dấu vết của quan cận thần đã điều tra, vua từ từ đến gõ cửa nhà quận gió. Ông là... Tôi ngồi dạy học ở phường Đồng Xuân. Năm hết Tết đến được ít tiền về quê,
chẳng may bị kẻ trộm lấy mất tất cả. Này, xin cho trú chân một đêm, mai lại đi. Mời ông vào nhà, nhân tiện tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều để làm tiền ăn đường. Nhà anh tôi coi bộ cũng không giàu có gì, làm sao mà giúp tôi được. Chả giấu gì ông, tôi vốn là quận gió đây. Nghe nói ông gặp vận đen, tôi rất thương tình. Quận gió ư? Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi, mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy. Còn như những người làm ăn lương thiện, tôi không bao giờ động đến. Bây giờ ông thử xét xem có nhà nào giàu mà gian ác bất lương, cứ cho tôi biết, tôi sẽ vì ông giúp đỡ. Có nhà ông Bá Vân ở phía đông thành đấy. Hắn có cửa hàng buôn bán giàu to, giàu có cử vạn. Nhảy cho vay một lớp vốn 5-7 lớp lãi lấy được, nhưng vì họ cũng chưa hại đến ai. Tôi thấy nhà ông gì gần đây ruộng sâu trâu nái, nhà ngói tường dắt, coi chừng thế nào. Không được, nhảy trận lực làm ăn, trời chưa sáng đã dậy ra đồng, mặt trời lặn mới về thổi cơm, cần cù như thế không nên lấy. Thôi, có anh Quang coi kho kia hay ăn bớt của công, hôm nay nhân thể tôi đi lấy cho. Thật thế ư? Tôi đã tra xét kỹ, hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê tậu vườn tậu ruộng, có đến hàng trăm mẫu cơ. Tôi tuy là thầy đồ dạy học chân yếu tay mềm, nhưng cũng vẫn muốn đi theo anh để một lần được tận mắt trông thấy tài nghệ của anh. Không được, đây là một việc hết sức nguy hiểm, tôi không muốn ai gặp họa vì tôi hết. Nhưng quả thực tôi muốn đi theo anh một lần thôi. Thôi được rồi, trước khi lấy tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa, nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được nha. Ông đứng im ở đây, tôi đi cắt dậu tìm cách mở cửa vào nhà trước. An toàn rồi tôi sẽ kêu ông vào. Đây là bạc hắn mới trộm của kho về, để riêng chưa dùng đến. Thôi, anh cầm lấy về quê, ngày đi mà ăn Tết. Đừng có la cà đâu, để cũng bắt được đó. Anh nói đúng, đây đúng thật là của bất nghĩa. Chúng dám lấy tiền bạc của vua để làm của riêng ư? Trời ơi, tôi đã nói ông, giữ im lặng rồi mà. Trộm, có trộm. Trời ơi, bị phát hiện rồi, chạy mau. Hôm nay ta đã bắt được tài trận ngươi nha, tên cướp quận gió nổi tiếng. Ta chỉ đến lấy những thứ đồ phi pháp mà nhà ngươi đút túi riêng mà thôi. Cũng may ta có sự chuẩn bị, mấy tên quan trong vùng này thật là ngu ngốc nên mới bị ngươi trộm hết lần này đến lần khác. Để ta xem tên trộm quận gió nổi tiếng một thời này là ai. Tình kia nữa, ngươi đi theo trộm cùng quận gió cũng có nghĩa là tông phạm rồi. Người chết chắc rồi. Hoàng thượng, sao ngài lại ở đây? Hạ thần không biết hoàng thượng giá lâm, xin người lượng thứ. Cái gì? Hoàng thượng? Đúng, ta chính là hoàng thượng. Hạ thần thật đáng chết. Thần đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xin hoàng thượng tha tội chết. Đúng, người đáng tội chết, dám bòn rút công quỹ, lấy tiền vàng mang về làm của riêng. Tội này không thể tha. Người đâu, bắt hắn giam lại cho ta, chờ ngài xét xử. Xin hoàng thượng tha tội. Tha tội. Hạ thần cũng có mắt như mù, xin hoàng thượng xá tội. Hơn nữa hạ thần lại là một tên trộm, tội đáng chết. Xin hoàng thượng hãy bắt giam và xử tử hạ thần. Đúng, người có tội khi đi trộm cắp, nhưng ta thấy ngươi lại là người nghĩa hiệp, chỉ trộm của những kẻ giàu có, trộm những tiền bạc bất lương để chia cho những người nghèo khổ. Nay ta ban danh hiệu cho ngươi là tên trộm quân tử. Từ nay ngươi có thể ra vào cung gặp ta, có thể tàu đến ta những quan lại nào tham nhũng, ta sẽ xử họ thật thích đáng để làm gương cho những kẻ khác. Cảm ơn hoàng thượng ban ơn. Quận gió được vua ban chức tước và được ban thưởng rất hậu, được thưởng rất nhiều, nhưng quận gió cũng không giữ hết cho riêng mình mà chi tiền cho những người nghèo khổ. Vì vậy ai nấy đều kính trọng quận gió, tên cướp đầy nghĩa khí nước tiếng ở kinh thành một thời.
Câu cá bằng đuôi. Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một con cáo có cái đuôi xù bông rất đẹp, sống ở ngọn núi nọ. Còn ở con sông dưới chân núi thì có một con rái cá sinh sống. Chà, rái cá bắt được nhiều cá thật, được ăn đôi ba con thì thích phải biết. Nhưng giờ mà ngửa tay sinh thì xấu hổ quá. À, mình có cách rồi. À, chào rái cá. Chào cáo. Rái cá à, tôi có ý này. Chúng ta thay phiên nhau làm món ngon, rồi người này mời người kia đến nhà mình ăn đi. Ừ, hay đấy. Làm như vậy đi. Nhưng ai sẽ mời ai trước đây? Hay là rái cá, anh bắt cá giỏi, anh làm đồ ăn rồi gọi tôi trước được không? Ừ, được thôi. Ngày mai anh đến nhà tôi nha. Vốn thật thà, thơm thảo, rái cá tin ngay lời cáo. Nó ra sông bắt thật nhiều cá, nào là cá hồi, cá trích, đủ các loại. Sau đó, rái cá nào kho, nào chiên bột, nào nướng, làm đủ các món cá, chuẩn bị thật thịnh soạn để mời cáo. Rái cá còn quét dọn, trang trí lại nhà cửa thật đẹp nữa. Rái cá à, rái cá ơi, tôi đến rồi đây. Anh đến rồi à, mời vào, mời vào. Ngon quá, không hổ danh rái cá, món nào nhìn cũng đẹp mắt. Thế tôi không khách sáo nữa, ăn luôn nha. Nói rồi, cáo lần lượt thưởng thức các món rái cá đã chuẩn bị. Cáo nít đến no căng cả bụng, đến mức không thể nào ăn nữa mới thôi. Rái cá à, thật là ngon quá đi mất. Chưa bao giờ tôi được ăn ngon như vậy. Cảm ơn anh nha. Mà anh ăn đi chứ, đừng có ngại. Rái cá nhìn mâm cơm đã sạch trơn, lúng túng nói. Vâng, anh cứ mặc tôi. Thôi, thế nha. Ngày mai tôi mời lại anh, nhớ đến nhà tôi. Tôi sẽ bắt nào gà lôi, nào thỏ, nào nhím để đãi anh. Nhất định anh phải đến sớm đây nha. Ngày mai mình sẽ được ăn các món thịt rừng mà mình chưa bao giờ ăn. Không biết là ngon cỡ nào đây ta. Rái cá sốt ruột, mong đến ngày mai lắm. Nghĩ đến những món ngon sắp được thưởng thức, nó cứ nôn nao, không tài nào ngủ được. Trời vừa sáng, rái cá đã lên đường tới nhà cáo. Anh cáo à, anh cáo, tôi đến để thưởng thức đồ ăn anh nấu đây. Đến rồi à. Nhưng lạ thật, cáo không ra mở cửa, mà lại ngồi cạnh bếp lửa, không nói gì, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Nó chẳng thèm động đậy, cũng chẳng nói chuyện gì nữa, mặc cho rái cá gọi to bao nhiêu lần. Anh cáo à, anh cáo, tôi đến rồi đây. Anh cáo ơi. Rốt cuộc, rái cá tức giận bỏ về. Một lúc sau, khi rái cá đang bắt cá ở sông thì cáo đến. Anh rái cá à, lúc nãy cho tôi xin lỗi. Thật ra là do loài cáo chúng tôi được thần phán phải canh trời và đất. Lúc đó tôi bận với canh trời, ngoài việc nhìn lên trời thì không thể làm việc gì khác được, nên không trả lời anh. Anh tha lỗi cho tôi nha. Thế hả? Nếu đó là việc thần phán anh phải làm thì đành chịu vậy. Vậy ngày mai tôi lại đến nha. Vâng, vâng. Ngày mai anh đến, tôi sẽ làm một bữa thật thịnh soạn đãi anh. Xin hứa. Thế nhưng, ngày hôm sau, khi rái cá đến nhà cáo, cáo chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, chẳng một lời đáp lại. Rái cá đành lủi thủi quay về. Một lúc sau, cáo lại hớt hải đến nhà rái cá. Rái cá à, lúc nãy đúng lúc tôi phải canh đất, ngoài việc theo dõi mặt đất ra thì tôi không được làm gì hết. Tôi xin lỗi anh nha. Tên cáo kia đánh lừa ta. Anh chợt căng bụng những món ta nấu rồi, vậy mà đến lúc ta đến thì kiếm cớ nào canh trời canh đất để giả lơ. Hãy nhớ lấy, một lúc nào đó sẽ biết tay ta. Thế rồi mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, trời lạnh cống. Hễ tuyết rơi dày thì cáo chẳng có gì để ăn, lúc nào bụng cũng đói cồn cào. Không biết giờ này rái cá đang làm gì nhỉ? Cáo đến bờ sông, nấp sau gốc cây,
thấy rái cá bắt được một con cá to và ăn ngon lành, cáo vô cùng ghen tị, thèm thuồng. Nó nhỏ cả nước giải mà nhìn trộm rái cá, nhưng rồi chịu không nổi nữa. Anh rái cá à, anh bắt cá giỏi quá vậy, anh chỉ tôi cách nào mà bắt được cá vậy đi. À, đến lúc mình cho cáo láo cá biết tay rồi. Anh cáo à, có chiếc đuôi đẹp như của anh thì đơn giản lắm. Sao, anh nói sao? Thế này nha, khi trời tối nước sông sẽ bị đông đá, anh hãy đào một cái lỗ rồi nhét đuôi vào đó. Lúc ấy cá sẽ bu lại nhiều đến mức anh kéo lên không nổi luôn đó. Ăn hoài cũng không hết luôn. Thật à, ăn hoài không hết hả? Đúng, anh ráng chịu lạnh là được. Đuôi của anh tuyệt vời như vậy cơ mà, thế nào cũng câu được nhiều cá đến mức đứt đuôi luôn. Chẳng mấy chốc thì trời tối, mọi vật xung quanh lạnh cống, cả dòng sông cũng bị đóng băng. Cáo hí hửng ra sông, đào một cái lỗ rồi nhét đuôi của mình xuống đó. Cái đuôi dần dần lạnh cống, cứng đơ. Chà chà, cái đuôi của mình lạnh cống, đau thật đấy. Nhưng chắc là lũ cá đến cũng khá khá rồi đây. Mình sẽ ráng chịu đựng vậy. Cáo cứ để nguyên cái đuôi vậy mà chờ cho đến khi trời rạng sáng. Cáo thử kéo đuôi lên một chút, thế nhưng nó không thể nào kéo lên được. Chà chà, chắc dính nhiều cá đến nỗi không kéo lên được đây mà. Khi mặt trời lên cao, trời đã sáng hẳn. Cáo lấy hết sức kéo mạnh cái đuôi lên, nhưng cái đuôi vẫn không mảy may di chuyển. Rái cá nói câu được nhiều đến nỗi không kéo đuôi lên, đúng là thế thật. Chắc cá cắn câu nhiều lắm đây. Ăn hoài không hết luôn. Hò vô. Nghe tiếng hò vô của cáo vọng lại từ con sông, dân làng bỏ dở cả việc, rủ nhau đến xem. Trời ơi, sao dân làng lại đến đây? Chắc họ biết mình hay bắt trộm gà của họ rồi, họ định bắt mình đây mà. Nghĩ dân làng đến bắt mình, cáo lấy hết sức mình giật mạnh chiếc đuôi còn kẹt lại dưới sông. Thế là cái đuôi đứt phực. Cáo ôm chiếc đuôi đứt bỏ chạy thục mạng về rừng. Cáo tham ăn và ích kỷ, không chịu sẻ chia, đã phải chịu sự trừng phạt như thế đấy. Cũng từ đó, loài cáo không bao giờ dám lấy cái đuôi bông xù của mình để câu cá trên dòng sông băng nữa. Ông già Noel và thần chết. Truyền thuyết phương Tây kể lại, ông già Noel, người bạn thân thiết nhất của các em nhỏ trên toàn thế giới, vốn không phải một vị thần. Ông sống ở thung lũng cười trong khu rừng cổ kính miền Bắc Cực. Với sự trợ giúp của các thần tiên nơi đây, ông có thể phân phát đồ chơi cho trẻ con khắp thế giới vào ngày Giáng sinh. Rồi năm tháng trôi đi, ông cũng phải đối diện với sinh lão bệnh tử như bao người bình thường. Sức khỏe của ông đã yếu quá rồi. Tôi có linh cảm chẳng lành, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta được kéo cổ xe tuyết của ông. Mong là điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Đêm Giáng sinh năm ấy, ông già Noel đã phải trải qua một hành trình gian nan trước khi kiệt sức trở lại ngôi nhà thân thuộc. Nhiều ngày sau đó, ông chẳng thể trở về công việc thường ngày, chìm mãi trong giấc ngủ dài mê mệt. Thế rồi, nữ thần Nico, vốn là mẹ nuôi của ông già Noel từ ngày đầu khi ông còn là một đứa trẻ, đến thung lũng cười xuất hiện. Nữ thần, xin người hãy cứu lấy Santa, ông đang rất yếu rồi. Chưa bao giờ thung lũng cười của chúng ta lặng thinh thế này. Chúng tôi không thể nào cất tiếng hót khi vắng điệu huýt sáo vui vẻ của ông. Ta đang trên đường đến tiệm thần rừng chịu trách nhiệm cai quản mọi việc ở đây, và cũng là thần rừng của cả thế giới. Chỉ có ngài mới có cách giúp được Santa mà thôi. Nữ thần Nico đến gặp thần rừng, kể cho ngài nghe việc lưỡi hái của thần chết đang rình rập ông già Noel. Ta đã từng nghĩ đến chuyện này, giờ đã đến lúc rồi. Dịch cầu của ta, hãy đưa thư này đến tất cả các vị thần tiên trên thế giới này. Đừng lo lắng, ta đã có giải pháp của mình. Nửa đêm hôm ấy,
tất cả thần tiên trên trái đất tụ họp lại với nhau. Sau đây, tôi xin nêu lại một lần nữa lý do triệu tập cuộc họp khẩn cấp này. Rất rành mạch, thần rừng kể lại cho chư vị thần tiên tình hình hiện tại của ông già Noel. Ông ấy đã dành cả cuộc đời vì hạnh phúc của mọi trẻ em. Giờ khi ông ấy đã có được tình yêu của cả thế giới, thì thần chết lại đang rình rập ông. Ta muốn dành cho Santa chiếc áo choàng bất tử. Trời ơi, đây thật sự là một vấn đề hệ trọng. Nhưng cả thế giới này chỉ có một chiếc áo choàng bất tử mà Thượng Đế tạo ra mà thôi. Điều quan trọng nhất là ta chỉ có thể trao nó cho một người phàm khi người ấy được tất cả các thần tiên chúng ta bầu chọn. Nhưng nếu có chiếc áo đó mà người phàm ấy không làm tốt sứ mệnh của mình, thì chính chúng ta sẽ phải chịu liên đới bằng một hình phạt khủng khiếp. Đó là các phép màu chúng ta đang có sẽ vô hiệu. Ai trong số các ngài phản đối việc Santa tốt bụng xứng đáng mặc nó nào? Chiếc áo choàng bất tử, có nên giữ tên gọi của nó không nếu không được mặc lên? Tất cả chúng ta sẽ bỏ phiếu cho việc này. Về phần ta đồng ý. Và ta nữa? Ta không phản đối. Nếu Santa không nhận được chiếc áo choàng thì sẽ chẳng còn ai xứng đáng hơn. Vì tất cả đều đã đồng ý, Santa yêu quý của chúng ta sẽ là chủ nhân sở hữu của chiếc áo choàng bất tử duy nhất trên thế gian. Giờ chúng ta trao chiếc áo choàng bất tử này cho Santa, là người từ giờ trở đi sẽ trở thành vị thánh bảo hộ của trẻ em. Ông già Noel, nhà hoa, thung lũng cười, đã đến lúc ta đến để mang linh hồn của ông đi. Thần chết, ngài không thể. Xin hãy lấy mạng của chúng tôi thay thế đây. Xin đừng. Ngài không thể làm thế đâu thần chết. Thế giới của chúng ta không thể mất đi ông già Noel. Không ai có thể chống lại được số mệnh. Hỡi ngài thần chết đáng kính, nếu như có ngoại lệ thì sao? Không có một ngoại lệ nào trên đời này cho cái chết cả. Nhanh tránh ra, ta đây còn rất nhiều nơi phải đến. Chúng tôi đã mang đến chiếc áo choàng bất tử. Áo choàng bất tử? Ta không tin vì một người phàm mà các vị có thể liều lĩnh sử dụng nó đâu. Không ai, kể cả thần tiên quyền cao trọng vọng đến đâu, có quyền ngăn cản thần chết làm việc. Đây đúng là chiếc áo choàng bất tử duy nhất trên thế gian. Đúng vậy thưa ngài thần chết, chúng ta đã thống nhất để cùng tiễn ngài rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi rồi. Khoảnh khắc chiếc áo choàng bất tử nhập vào cơ thể và trở thành một phần của ông già Noel cũng là khi thần chết rời khỏi ông mãi mãi trong sự mừng vui của các thần tiên. Khi ánh bình minh trở lại căn phòng nhỏ, thần rừng đã kể cho ông già Noel nghe về chiếc áo choàng bất tử, rằng ông đã giành được nó như thế nào nhờ tình yêu của ông cho trẻ em toàn thế giới. Niềm tin của các vị dành cho tôi cũng là niềm tin níu giữ tôi những ngày tháng phải vật lộn với sự sống và cái chết. Giờ thì mọi việc ổn rồi, ta phải đi đây. Từ đó, thế kỷ này qua thế kỷ khác, thế giới cứ già đi, còn ông già Noel thì vẫn mãi tràn trề sinh lực như thời trai trẻ. Và mỗi đêm Giáng sinh, trẻ em lại náo nức chờ đợi ông trên cỗ xe tuần lộc mang đến những phép màu. Ông sẽ còn sống mãi như thể tình yêu và lòng nhân ái luôn soi sáng hành tinh này. Con cũng là con mẹ. Mẹ, con và Sao đã quyết định sẽ gắn bó với nhau. Hôm nay, con đưa Sao về đây để xin mẹ cho phép. Hôm nay trong người mẹ thấy mệt quá. Chắc mẹ phải vào nghỉ một chút, để hôm khác nói chuyện này nha. Kìa mẹ. Con to gan thật, dám đưa đứa con rơi con vải đó về đây. Mẹ ơi, Sao là người rất tốt bụng và chu đáo, khắp trong bản ai ai cũng thấy. Con xin mẹ đừng chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy mà phản đối chuyện chúng con. Con xin mẹ cho chúng con một cơ hội, nhất định mẹ sẽ thấy Sao là người con gái tốt. Sống trước đổ đâu, sống sau đổ đấy. Nó chắc chắn là đứa chẳng ra gì đâu. Con hãy quên ngay nó đi. Mẹ. Vì sao? Em bình tĩnh nha, anh nói đã. Em không muốn vì em mà anh với mẹ bị bất hòa đâu. Em ngốc thật đấy. Mẹ cũng là một người hiểu chuyện. Có lẽ
chúng mình về thưa chuyện đường đột quá nên mẹ bất ngờ thôi. Sao? Nghe anh nói này, hãy kiên nhẫn thêm một chút, nhất định mẹ sẽ đồng ý chuyện của chúng mình. Mấy ngày hôm nay mẹ có vẻ mệt, ngày mai anh sẽ lên đằng đỉnh núi phía tây cùng với cậu Sửu kiếm ít sâm về cho mẹ. Đợi sức khỏe mẹ khá hơn, mình sẽ lại cùng thưa chuyện với mẹ em nha. Đã dặn là về sớm rồi mà giờ còn chưa về. Đây là món canh măng thằng Mộc thích nhất. Trước khi đi còn cố dặn mẹ nấu nữa chứ. Còn không về sớm á thì không khéo nguội hết bát canh măng, mất ngon. Mộc về đấy hả con? Là cháu Sửu đây. Cháu Sửu đấy à? Thế à, thằng Mộc nhà bác đâu rồi? Bác ơi, cháu xin lỗi, Mộc bị rơi xuống khe vực quá sâu và hiểm trở. Cháu không thể đưa cậu ấy về đây với bác được. Hả? Mộc, Mộc ơi. Mộc à, con tôi đâu? Mộc ơi. Kìa bác, anh Mộc. Không, con của tôi sắp về rồi. Nó đang về với tôi mà. Mộc ơi. Bác ơi, anh Mộc thật sự không thể trở về được nữa rồi. Đã bao ngày nay bác mê man không tỉnh, cứ thế này anh Mộc sẽ chẳng thể yên tâm được đâu bác. Bác hãy mạnh mẽ lên, cháu sẽ thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Ủa, bác ấy đi đâu rồi? Bác ơi, bác có thấy bác Mừng đi đâu không ạ? Lúc chiều tôi thấy bà ấy đi về phía rừng. Bà ấy vẫn chưa về sao? Hả? Bác ấy vào rừng ư? Không phải bác ấy lại đi tìm anh Mộc sao? Trời sắp sập tối rồi. Bác Mừng! Bác Mừng ơi! Mộc ơi! Kìa bác! Trong rừng đêm nguy hiểm lắm. Để cháu đưa bác về. Cô là ai? Buông tay tôi ra đi, để tôi đi tìm con của tôi. Bác ơi, bác cẩn thận, phía trước là vực sâu đấy bác. Bỏ tôi ra, để tôi đi tìm con tôi. Bác ơi, bác cứ thế này thì anh Mộc có ở suối vàng cũng không an lòng được đâu. Xin bác hãy bình tĩnh lại. Cậu nói sao? Con tôi, con tôi ở đâu? Không, nó đang về với tôi mà. Ồ, mà không, con ơi, mẹ sẽ đi theo con. Bác ơi, cháu xin bác mà. Bác ấy cứ như người mất trí vậy. Phía trước là vực thẳm rồi. Mộc ơi, con ơi, đợi mẹ với. Mẹ ơi. Không, cậu không phải là con tôi. Con tôi đi đâu mãi chưa trở về. Mẹ ơi, con là Mộc đây. Mẹ đến với con nào. Mẹ ơi, con ở đây cơ mà. Mộc. Vâng, con Mộc đây. Mẹ ơi, trước khi đi, con dặn mẹ ở nhà nấu cho con bát canh măng mà. Sao mẹ lại ra đây? Mộc ơi. Con Mộc đây. Canh măng nguội hết rồi con. Để con đưa mẹ về nha. Mộc, con ơi. Là cô. Là cô hôm qua ở trong rừng đưa ta về sao? Con của ta đâu? Sao cô lại... Cháu... Dạ, cháu xin lỗi. Hôm qua đã giả là anh Mộc để đưa bác về nhà. Trong rừng đêm thật sự rất nguy hiểm. Bác ơi, cháu biết bác rất đau lòng, nhưng thật sự anh Mộc không còn nữa. Xin bác hãy sớm bình tâm trở lại. Thằng Mộc không còn thì sao cô còn ở đây? Bác, xin bác hãy để cho con được thay anh Mộc ở đây chăm lo cho bác. Còn chuyện trăm năm của cô thì sao? Thời gian qua vì thằng Mộc, cô đã chăm lo cho ta đủ lắm rồi. Cô cũng đã cắt đi cả bộ tóc dài của mình vì ta. Tất cả như vậy đủ lắm rồi. Ta thật lòng cảm ơn cô. Từ bây giờ ta sẽ tự lo cho mình được.
cô đừng lo cho ta nữa. Hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Bác, xin bác đừng bảo con đi. Cả cuộc đời này con đã nguyện ở bên anh Mộc rồi. Nay anh ấy không còn nữa. Xin bác hãy coi con như là phận con cái trong nhà, để con được thay anh ấy chăm sóc, phụng dưỡng cho bác. Con không trách giận ta đã từng phản đối chuyện hai đứa hay sao? Đó là lỗi của bọn con khi đã thưa chuyện quá đường đột. Chúng con đều nghĩ rằng sớm muộn rồi bác cũng đồng ý cho chúng con. Chỉ tiếc rằng ta đã để mình chìm trong nỗi đau quá lâu, mà càng lúc càng trở nên quá vô tình. Ta nhận được sự quan tâm chăm nom của con mà cứ coi đó như là điều mặc nhiên vậy. Thằng Mộc nó nói đúng, nó nói con tốt bụng, nhân từ. Ấy vậy mà khi ta hiểu ra điều này thì sao lại muộn màng quá vậy? Tấm lòng, bản chất của một con người đâu thể đánh giá qua hoàn cảnh gia đình của họ. Tiếc rằng ta bằng này tuổi rồi mà vẫn hồ đồ. Ta đã không phải với con. Mẹ, đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.